Ngày 6 tháng 3 tại thành phố Melbourne, Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Đây là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và Australia cùng nhìn lại quan hệ nửa thế kỷ qua, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới. Các lãnh đạo ASEAN và Australia bày tỏ hài lòng với thành quả hợp tác và sự phát triển năng động của quan hệ hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là từ khi hai bên thiết lập đối tác chiến lược năm 2014 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 101 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Australia vào ASEAN đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hội nghị. Thời gian tới, Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ hai bên. Thứ nhất, hai bên cần đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới. Thứ hai, đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động. Đề nghị ASEAN và Australia sớm lập cơ chế tham khảo để trao đổi các biện pháp cụ thể. Ba là đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và những ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời nghiên cứu khả năng đàm phán hiệp định kinh tế số ASEAN-Australia. Về ba tăng cường, Thủ tướng đề nghị trước hết hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác, đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, thúc đẩy xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, khuyến khích các nước lớn đóng góp có trách nhiệm với khu vực. Hai là tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là trong các dự án kết nối hạ tầng chiến lược, giúp tạo chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội tại các tiểu vùng nghèo, chậm phát triển của ASEAN. Ba là tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh của hơn 1 triệu người gốc ASEAN tại Australia, trong đó có hơn 350.000 người gốc Việt, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ, qua đó củng cố nền tảng xã hội lâu dài, bền chặt cho quan hệ hai bên. Tại phiên họp hẹp, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, cộng hưởng nguồn lực và cùng nhau hành động vì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất ba cùng giữa ASEAN và Australia để thúc đẩy tầm nhìn khu vực, đó là cùng xây dựng một khu vực đoàn kết và tự cường có khả năng chống chịu trước những cú sốc, biến động từ cả bên trong và bên ngoài, đồng thời tận dụng hiệu quả các xu thế mới, tạo đột phá để đẩy nhanh tăng trưởng toàn diện, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ hai là cùng thúc đẩy một khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế và hành xử dựa trên luật lệ, trong đó các nước tuân thủ hiến chương của Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN và thúc đẩy xây dựng các quy tắc và chuẩn mực ứng xử mới. Trong đó có COC thực sự thực chất, hiệu quả, góp phần đưa Biển Đông trở thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Ba là cùng xây dựng, định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, đề cao chủ nghĩa đa phương với ASEAN đóng vai trò là trung tâm, là nhân tố nòng cốt giúp quy tụ và hài hòa lợi ích giữa các nước lớn. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Australia công bố bổ sung hơn 222 triệu đô la Australia cho hợp tác với các nước tiểu vùng Mekong, lập quỹ đầu tư trị giá 2 tỷ đô la Australia và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư với các nước ASEAN trong thời gian tới. Và hai bên thì cũng nhất trí nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, nhất là thương mại và đầu tư, thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand mới được nâng cấp và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, kêu gọi thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC, sớm xây dựng bộ quy tắc COC hiệu lực thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Trong hai ngày tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp tất cả 12 lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Australia, New Zealand, Timor-Leste và Tổng thư ký ASEAN.
Tại các cuộc gặp, Thủ tướng đã chuyển tới lãnh đạo cấp cao các nước và Tổng thư ký ASEAN lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các trụ cột quan trọng của ASEAN và quan hệ Việt Nam với các nước, trong đó có việc cùng nhau mở rộng thị trường, khắc phục việc đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trong khu vực, hỗ trợ Việt Nam gỡ thẻ vàng thủy sản EU, tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, Thủ tướng đã mời lãnh đạo cấp cao các nước cử đại diện cấp bộ trưởng tham dự diễn đàn tương lai ASEAN dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 tới. Vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước chủ nhà Australia Anthony Albanese bày tỏ trông đợi chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ và Phu Nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của Thủ tướng Australia và Hôn Thê, đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác để đưa quan hệ hai nước và góp phần đưa quan hệ ASEAN-Australia lên tầm cao mới. Gặp Thủ tướng Lào Sornsay Sirivandon, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là kết quả quan trọng của cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch ASEAN năm 2024. Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách, thúc đẩy tăng cường kết nối giao thông, nhất là kết nối đường cao tốc. Hai thủ tướng nhất trí chuẩn bị tốt nhất cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên trong năm nay. Quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah nhất trí đẩy mạnh việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao trong năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, nông nghiệp, phát triển ngành sản xuất thực phẩm halal. Tổng thống Joko Widodo mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác thương mại gạo, hợp tác nông nghiệp, cụ thể là nuôi trồng thủy sản, tôm hùm. Đề nghị Việt Nam khuyến khích VinFast đầu tư vào lĩnh vực xe điện. Thủ tướng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hai nước sớm thông qua một số văn bản để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sớm họp nội các chung hai nước tại Hà Nội và đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế. Gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Thủ tướng đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, lĩnh vực nông nghiệp, trong đó nghiên cứu sản xuất các giống lúa mới ngắn ngày phù hợp với điều kiện mỗi nước. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí với Thủ tướng đẩy mạnh triển khai các khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP, biểu tượng hợp tác giữa hai nước và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, xây dựng và quản lý dữ liệu dân cư. Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chúc mừng Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, mong muốn học tập Việt Nam trong việc thu hút FDI. Hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, triển khai các cơ chế về thỏa thuận hợp tác song phương, sớm ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực halal, đẩy mạnh hợp tác biển, cùng nhau bảo vệ đại dương và tài nguyên biển, thúc đẩy COC thực chất hiệu quả. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, khách mời của Thủ tướng Australia tại hội nghị, bày tỏ vui mừng chuẩn bị đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN trong các vấn đề chung của khu vực. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được trước đây giữa hai nước. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao bày tỏ mong muốn sớm thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam để Timor-Leste sớm gia nhập ASEAN. Hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước. Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao cán bộ Việt Nam đang công tác tại Ban thư ký ASEAN. Thủ tướng đề nghị Ban thư ký tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện tăng số người Việt Nam làm việc tại ban. Tổng thư ký khẳng định sẽ tham dự diễn đàn tương lai ASEAN tổ chức tại Việt Nam, mong diễn đàn sẽ được tổ chức hàng năm và trở thành diễn đàn hàng đầu để thảo luận các vấn đề liên quan đến tương lai ASEAN.